Tiêu đang dạy cho hai em lấy cá ngủ trên những cánh bèo để có thể trở về tự nhiên. Con phải nằm lên đây. Em lấy cá đực thì biết rồi. Lấy cá đực nè, nằm lên con, nằm yên, nằm yên, nằm yên. Hít thở là nổi. Nằm lên những cái cánh bèo nghỉ ngơi. Easy, 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 easy. Tụi con nhảy tưng tưng là bèo nó bể hết là con chìm. Hiểu không? Tập ngủ trên những cánh bèo đi con. Easy thôi con.